Trước đó, vào sáng nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 5 khóa 13 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện ủy Hòa Vang. Đảng bộ huyện Hòa Vang hiện có 29 chi đảng bộ cơ sở, 250 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 4.995 đảng viên. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng được xây dựng đều khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ năm 2010 đến nay, huyện ủy Hòa Vang đã kết nạp được 1.812 đảng viên mới. Trong công tác xây dựng đảng, nhờ thực hiện phương châm, mạnh dạn nhận diện, kịp thời giúp đỡ, kiên quyết sàng lọc, nên huyện ủy đưa vào diện giáo dục giúp đỡ 74 đảng viên vắng sinh hoạt, giảm sút ý chí chiến đấu, xóa tên 95 đảng viên do vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng, cho ra khỏi đảng 80 trường hợp do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, kiểm tra giám sát 56 cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, xử lý kỷ luật 282 đảng viên vi phạm, trong đó có 45 cấp ủy viên các cấp, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Dịp này, huyện ủy Hòa Vang đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra 8 nội dung phát sinh qua thực tiễn thực hiện công tác xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên để phù hợp với tình hình hiện nay.